Tòa án Nhân dân huyện Sông Mã vừa tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp. Phiên tòa được trực tuyến tới điểm cầu của 11 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Lèo Văn Lăn, trú tại bản Mé, xã Triềng Trung, huyện Mai Sơn và bị cáo Lương Văn Phương, trú tại bản Mé Bon, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, ngày 23 tháng 4 năm 2023, hai bị cáo có biểu hiện nghi vấn và bị bắt giữ tại bản Ta Hốc, xã Hủy Một, huyện Sông Mã với vật chứng là 0,31 gram heroin. Qua điều tra xác minh nhân thân và phần bào chữa của người hỗ trợ pháp lý, phiên tòa đã tuyên phạt bị cáo Lèo Văn Lăn 2 năm 10 tháng tù, bị cáo Lương Văn Phương 5 năm tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Điểm cầu Tòa án Nhân dân huyện Sông Mã đã trực tiếp tổ chức rút kinh nghiệm sau khi phiên tòa kết thúc, đánh giá các mặt ưu điểm, khuyết điểm của thẩm phán phiên tòa, quá trình tiến hành tố tụng, tranh tụng tại phiên tòa, công tác chuẩn bị và thực hiện các nhiệm vụ khác. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án, góp phần thực hiện 14 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao.